Các bạn thân mến, vào rạng sáng ngày 31 tháng 7 năm 2024 giờ Việt Nam, tức 22 giờ 45 phút giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Palam ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, để bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ từ ngày 31 tháng 7 đến mùng 1 tháng 8, theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi. Đích thân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính của Việt Nam. Theo cách hết sức trọng thị, cả hai bên đã có cái bắt tay thật chặt thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia, để rồi sau đó cái bắt tay ấy đã tạo ra dư chấn lớn trên toàn cầu. Cùng với những buổi gặp gỡ và làm việc đặc biệt của các nhà lãnh đạo Việt Ấn, nó đã được đưa tin rộng rãi trên rất nhiều kênh truyền thông quốc tế có uy tín hàng đầu. Vậy, cuộc gặp gỡ này có gì đặc biệt mà lại tạo được cơn địa chấn lớn đến như thế? Câu trả lời sẽ được chúng tôi mang đến trong video số ngày hôm nay. Mời bạn hãy cùng theo dõi ngay và đừng quên nhấn nút like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn mỗi ngày nhé. Vâng, mấy ngày vừa qua thì cuộc gặp gỡ của Thủ tướng Việt Nam với Thủ tướng Ấn Độ nói riêng và chuyến viếng thăm cấp nhà nước nói chung đã được các trang tin uy tín đưa tin như sau. Theo đặc phái viên Thông tấn xã Việt Nam sáng mùng 1 tháng 8 tại Phủ Tổng thống ở thủ đô New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ. Ngay từ sớm, đội kỵ binh và đội danh dự quân đội Ấn Độ đã chỉnh tề, nghiêm trang, sẵn sàng thực hiện các nghi thức đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Khi đoàn xe của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới cổng phủ Tổng thống, đội kỵ binh ra đón và hộ tống đoàn xe của Thủ tướng Chính phủ vào khu vực lễ đài. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đợi sẵn và ra tận cửa xe ô tô để đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Khi Thủ tướng Chính bước xuống bục danh dự, dưới quốc kỳ Việt Nam và Ấn Độ, quốc thiều hai nước được quân nhạc cử lên, quốc thiều hai nước vừa dứt thì đội trưởng đội danh dự quân đội Ấn Độ mời Thủ tướng Chính phủ duyệt đội danh dự. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Narendra Modi giới thiệu cho nhau thành phần đoàn của mỗi bên dự lễ đón. Lễ đón kết thúc trong những cái bắt tay nồng ấm. Và đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trên cương vị là người đứng đầu chính phủ và là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sau 10 năm quan hệ. Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đi vào thực chất hiệu quả hơn cả về chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại và đầu tư. Đồng thời cũng là dịp để hai nước tăng cường chia sẻ về các vấn đề an ninh, chiến lược ở khu vực quốc tế và khẳng định sự ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương cùng quan tâm. Vâng, trước, trong và kể cả sau khi mà chuyến viếng thăm diễn ra, sự kiện trên vẫn nhận được sự chú ý lớn của quốc tế khi liên tục được các kênh truyền thông uy tín đưa tin dày đặc. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là một trong những nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được Thủ tướng Narendra Modi mời thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ ngay sau khi mà ông tái đắc cử nhiệm kỳ 3 liên tiếp. Chuyến đi được diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới mốc kỷ niệm quan trọng 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2026 và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Vậy nên nó có ý nghĩa hết sức quan trọng khi tạo ra xung lực mới và mở ra một trang mới trong quan hệ đôi bên theo hướng thực chất và sâu rộng hơn, qua đó mang đến nhiều cơ hội hợp tác lớn hơn cho quan hệ Việt Ấn hiện giờ. Và chỉ trong 2 ngày, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã có chương trình làm việc dày đặc, phong phú, đa dạng với khoảng 25 hoạt động, trong đó bao gồm các cuộc hội đàm tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Ấn Độ, các tập đoàn lớn của Ấn Độ, phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ và Hội đồng các vấn đề quốc tế của Việt Nam. Theo đó, giữa Ấn Độ và Việt Nam đã có 10 thỏa thuận và 3 thông báo được đưa ra trong dịp này. Chúng đã giúp cho hai nước bước đi những bước đi chắc chắn để định hướng sự phát triển bền vững hơn cho mối quan hệ truyền thống hữu nghị trong tương lai. Đi sâu vào chi tiết, chuyến viếng thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính Việt Nam đến Ấn Độ đã đạt được 5 thành tựu quan trọng dưới đây. Một là đôi bên đã có được sự tin cậy chính trị, chiến lược cao hơn, qua đó lãnh đạo hai nước khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hơn nữa các cuộc trao đổi đoàn tiếp xúc trên cả kênh đảng, quốc hội, chính phủ, địa phương, tiếp tục triển khai chương trình khách quý giữa hai bên, đồng thời tăng cường hiệu quả các cơ chế hợp tác khác. Nổi bật lên trên hết là chuyện Việt Nam công bố tham gia Liên minh Cơ sở Hạ tầng Chống chịu Thiên tai CDRI và khẳng định sớm hoàn tất thủ tục tham gia Liên minh Năng lượng Mặt trời Quốc tế ISA của Ấn Độ đã góp phần vào việc củng cố niềm tin lớn giữa hai quốc gia. Hai là hợp tác quốc phòng an ninh sâu sắc hơn, cùng với việc đẩy mạnh triển khai hiệu quả tuyên bố chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ đến năm 2030, mở rộng hợp tác an ninh hàng hải,
an ninh mạng và hợp tác chống khủng bố, trong đó việc hai bên ký kết triển khai gói tín dụng 500 triệu đô la dành cho quốc phòng là một bước đột phá lớn trong chuyến thăm này. Ba là đôi bên cam kết đẩy mạnh các hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng thực chất, hiệu quả hơn và đột phá hơn. Cả Ấn Độ và Việt Nam cùng hướng tới kim ngạch thương mại 2 chiều, đạt 20 tỷ đô la và tăng gấp đôi vốn đầu tư 2 chiều từ nay đến năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam đề nghị Ấn Độ giải quyết vấn đề rào cản thương mại, thúc đẩy các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam sang thị trường rộng lớn và tiềm năng của mình như điện tử, dệt may, nông sản, đồng thời thu hút các tập đoàn lớn của Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực hạ tầng, dược phẩm, năng lượng khác. Cũng nhân dịp này, các doanh nghiệp hai nước đã ký 6 hợp đồng lớn về hàng không, sân bay và logistics, trong đó hãng hàng không Vietjet Air công bố đường bay thẳng Đà Nẵng, Ahmedabad, Ấn Độ. Hướng tới việc gia tăng hơn nữa các đường bay thẳng giữa hai nước hiện nay. Bốn là đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo rộng mở hơn bằng cách nhất trí, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển R&D, đổi mới các lĩnh vực công nghệ lõi, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hợp tác về năng lượng nguyên tử đất hiếm, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực hóa dầu, các lĩnh vực năng lượng mới, thúc đẩy thành lập các liên doanh sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin và hợp tác đào tạo lực lượng kỹ sư công nghệ thông tin để đáp ứng tốt sự phát triển của ngành công nghiệp này. Và năm là tăng cường hợp tác văn hóa du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước để kết nối mật thiết hơn. Hai bên nhất trí sớm ký thỏa thuận hợp tác về du lịch, nỗ lực sớm đạt mục tiêu tăng gấp đôi lượng khách du lịch so với hiện nay với khoảng 400.000 lượt khách một năm. Tiếp tục hợp tác trùng tu, bảo tồn các di sản Tháp Chăm ở Mỹ Sơn, Quảng Nam cũng như đa dạng hóa hơn nữa các hình thức giao lưu nhân dân khác. Qua đó có thể thấy là Ấn Độ luôn coi Việt Nam là một đối tác quan trọng và không thể thiếu trong chính sách phát triển của quốc gia. Thậm chí với Ấn Độ, Việt Nam còn là trụ cột trọng yếu trong chính sách hành động hướng Đông và là đồng minh đáng tin cậy hàng đầu trong tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt là khi cả hai quốc gia đều hướng tới việc xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do rộng mở, toàn diện, hòa bình và thịnh vượng dựa trên nền tảng của luật pháp quốc tế cùng với các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng bền vững và minh bạch. Điều này cũng đồng nghĩa rằng mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam không chỉ là giới hạn trong khuôn khổ hợp tác song phương mà còn mang lại những ảnh hưởng tích cực đối với an ninh và hợp tác khu vực, chẳng hạn như là nó giúp duy trì nền hòa bình, an ninh khu vực, đồng thời tạo động lực thúc đẩy hơn nữa các hợp tác tương tự giữa các quốc gia. Về phía Việt Nam thì mối quan hệ hợp tác sâu rộng có được từ Ấn Độ sẽ giúp cho đất nước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là có được sự hỗ trợ đắc lực để nâng cao năng lực quốc phòng, an ninh trước tình hình thế giới đang bất ổn như hiện nay. Hơn nữa, trước tình cảm nồng ấm mà Ấn Độ dành cho Việt Nam, Trung Quốc có muốn làm càng làm quấy với nước nhà trên Biển Đông thì cũng phải rén ngang, bởi vì Ấn Độ hiện là một trong những siêu cường trên thế giới cả về kinh tế lẫn sức mạnh quân sự. Nếu Trung Quốc hiếp đáp quá đà người anh em tốt của Ấn Độ thì nước này sẽ ốm đòn với ông lớn chứ chẳng đùa. Nói tóm lại, chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đến Ấn Độ vừa qua mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Nó đã gặt hái được vô số những kết quả tốt đẹp có thể làm thay đổi vị thế của Việt Nam và cả cục diện khu vực thế giới. Chính vì thế mà sự kiện này đã tạo được dư chấn lớn suốt thời gian qua. Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC ông Josep Borrell, người có thể gọi là vị lãnh đạo lớn thứ hai của EU, đã có một chuyến thăm chính thức tới Việt Nam. Sau các cuộc gặp với lãnh đạo Việt Nam, ông Borrell đã trả lời trước báo chí rằng ông tin tưởng chuyến thăm này sẽ khởi động quá trình nâng cấp quan hệ Việt Nam-EU trong thời gian tới. Theo ông, quan hệ hợp tác song phương hiện tại chưa tương xứng với mức độ sâu sắc của mối quan hệ trên thực tiễn giữa Việt Nam và EU. Như vậy, vị lãnh đạo của EU đã trực tiếp thể hiện mong muốn được nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên mức hợp tác cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Liệu Việt Nam chúng ta có nên gật đầu đồng ý hay không? Và hành động này của phía EU thể hiện điều gì? Hôm nay chúng ta sẽ cùng trả lời tất cả những câu hỏi này nhé. Bắt đầu ngay thôi nào. Đầu tiên, tại sao EU lại mong muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam tới vậy? Câu hỏi này thì cũng dễ trả lời thôi. Vì Việt Nam nắm một vai trò rất quan trọng đối với Liên minh châu Âu ở thời điểm hiện tại. Trên phương diện kinh tế, 38% hàng hóa nhập khẩu, 20% xuất khẩu của EU đều phải đi qua Biển Đông. Vậy nên, EU rất quan tâm tới việc duy trì hòa bình và ổn định của khu vực này. Có thể nói rằng khu vực này là một mắt xích quan trọng cho nền kinh tế của khối Liên minh châu Âu. Xét về mặt lợi ích trực tiếp, EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Với kinh mạch 2 chiều, năm 2023 đạt 58,5 tỷ đô. Riêng 6 tháng đầu năm 2024 đạt 24,7 tỷ đô, tăng tới 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Và đây cũng là nhà đầu tư lớn thứ 5 đổ tiền vào nước ta.
với tổng FDI lũy kế tại Việt Nam là gần 30 tỷ đô la. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 16 của EU và lớn nhất trong khối ASEAN. Theo như lời ông Josep Borrell thì năm tới 2025 sẽ đánh dấu 35 năm quan hệ Việt Nam và EU. Bởi vậy, đây là thời điểm phù hợp để hai bên tính đến chuyện nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất. Sự kiện này sẽ như là biểu tượng cho mối quan hệ tốt đẹp suốt 35 năm qua vậy. Thứ hai là EU đã bắt đầu có cái nhìn khác về Việt Nam. Hẳn mọi người còn nhớ, cách đây chỉ vài tháng, Việt Nam đã từ chối tiếp một đặc phái viên đến từ EU, người chuyên phụ trách các lệnh trừng phạt Nga. Hành động được cho là bước chuẩn bị để tiếp đón ông Putin ngay sau đó. Báo chí EU liền bày tỏ sự thất vọng và lôi nhân quyền ra để nói về đất nước chúng ta. EU làm vậy là vì trong mắt họ lúc bấy giờ, Việt Nam chỉ là một quốc gia tay sai của Nga. Việc Việt Nam bỏ phiếu trắng tại Liên Hợp Quốc và từ chối lời kêu gọi trừng phạt Nga đã khiến EU phật ý. EU muốn đưa Việt Nam vào quỹ đạo của mình để dễ dàng điều khiển và họ chắc đã nghĩ rằng điều này cũng dễ dàng thôi. Tuy nhiên câu trả lời của Việt Nam là không. Việt Nam không đi theo quỹ đạo của ai cả. Việt Nam vì Việt Nam chứ không vì ai hết. Chúng ta sau đó đã tiếp giới lãnh đạo tới từ các quốc gia đang phải đối đầu nhau gay gắt trên chính trường thế giới như Trung Quốc, Mỹ, Nga một cách song phẳng. Điều này đã khiến EU phải suy nghĩ lại về Việt Nam, buộc họ phải có cái nhìn khác về đất nước đặc biệt này. Trước đây, mỗi khi gặp lãnh đạo Việt Nam để nói về việc xúc tiến quan hệ giữa hai bên, các lãnh đạo Liên minh EU luôn chêm thêm cụm từ thay đổi và cải thiện thể chế chính trị. Đây chính là cái nhìn méo mó của phương Tây đối với nền chính trị ở Việt Nam, thứ mà họ coi là không có nhân quyền và thiếu công bằng. Tuy nhiên, mới đây nhất, ông Josep Borrell đề cập tới việc này, ông đã dùng từ hợp tác và tôn trọng thể chế chính trị. Đây chính là dấu hiệu cho thấy EU đã nhìn Việt Nam theo một lăng kính khác. Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và luôn hướng tới lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết. EU có thể hợp tác với Việt Nam khi chúng ta cùng chung lợi ích với họ. Đã qua rồi cái thời mà những ông lớn có thể bắt các nước nhỏ phải làm thế này thế kia, phải đi theo quỹ đạo của họ. Đặc biệt là với những gì mà ngoại giao Việt Nam đã làm được trong những năm vừa qua thì có thể khẳng định vị thế của chúng ta cho tới nay đã khác. EU buộc phải nhìn nhận lại Việt Nam như một đối tác lớn của họ mà không thể coi thường được. Câu hỏi thứ ba là liệu Việt Nam có nên nâng cấp quan hệ với EU hay không? Thông qua những phát ngôn của lãnh đạo thứ hai EU, chúng ta có thể thấy rằng quá trình của việc này đang được xúc tiến. Việc EU còn có thẻ vàng đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam. Về việc này thì ông Josep Borrell cho biết, chúng tôi kỳ vọng sẽ nhận được báo cáo từ các cơ quan liên quan của Việt Nam vào mùa thu năm nay. Dựa trên kết quả báo cáo này, chúng tôi sẽ tổ chức đoàn thanh tra đến Việt Nam, đánh giá tình hình và xem xét liệu thẻ vàng có được dỡ bỏ hay không. Như vậy là có thể thấy cả EU và Việt Nam đang tiến tới những bước cuối cùng để nâng cấp quan hệ giữa hai bên. Bởi vì nếu nâng cấp quan hệ bây giờ, mà EU vẫn còn lệnh trừng phạt đối với Việt Nam thì không khác gì trò cười cho thiên hạ. Đây cũng sẽ là cơ hội để Việt Nam mặc cả những thỏa thuận có lợi cho mình. Tuy nhiên, việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với EU cũng không phải là không có rủi ro. Ông Josep Borrell cũng không hề úp mở khi tuyên bố rằng Việt Nam là đối tác quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của EU và mong muốn củng cố mối quan hệ đối tác này bằng việc nâng cấp quan hệ EU-Việt Nam. Quả thật là có rất nhiều quốc gia, nhiều liên minh, nhiều bên coi trọng vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam, muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam vừa để đem lại lợi ích cho cả hai bên, nhưng cũng vừa muốn thông qua vị thế và uy tín đó để giành lợi thế cho họ trong cuộc cạnh tranh địa chiến lược toàn cầu đang diễn ra hết sức căng thẳng và phức tạp như hiện nay. Tất nhiên là việc nâng cấp quan hệ đối tác với khối EU sẽ có thể tạo ra những cơ hội lớn cho sự phát triển của Việt Nam trong tương lai gần, nhưng mặt khác, nó cũng tạo ra những thách thức lớn không chỉ với người châu Âu quá cao cảnh khi đặt ra hàng rào tiêu chuẩn khắt khe đối với hàng hóa của Việt Nam, mà còn muốn lôi kéo Việt Nam vào quỹ đạo của EU, hay nói đúng hơn là quỹ đạo vệ tinh của Mỹ. Vì vậy, Việt Nam không vội vàng chấp nhận những lời đề nghị đó của EU khi một loạt các trở ngại và vướng mắc còn chưa được tháo gỡ. Trong số những trở ngại đó có sự chậm trễ của việc phê chuẩn hiệp định EVPA cũng như thẻ vàng đối với thủy hải sản Việt Nam. Vấn đề nhân quyền và các vấn đề khác còn có vướng mắc. Cũng vì những điều đó mà Việt Nam không chấp nhận một thứ quan hệ đối tác ở mức cao nhưng nặng về hình thức và có vẻ viển vông. Việt Nam cần những hành động thực chất của EU trong các mối quan hệ với Việt Nam trên cơ sở tôn trọng chủ quyền của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, cùng hướng tới hòa bình và ổn định, tuân thủ luật pháp quốc tế. Và điều đặc biệt là quan hệ này không được phép gây ảnh hưởng bất lợi đối với bên thứ ba mà Việt Nam đang có quan hệ tốt đẹp và ổn định. Cho dù bên thứ ba đó đang là đối thủ cạnh tranh của EU cũng như của Mỹ.
Còn nếu EU muốn tranh thủ mối quan hệ với Việt Nam để lôi kéo Việt Nam vào một liên minh, kể cả quân sự hay phi quân sự nhằm chống lại nước này, nước kia, thì xin mời các lãnh đạo EU hãy đọc lại sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019 và tìm hiểu thật kỹ nguyên tắc 4-0 bất di bất dịch của Việt Nam. Nói trắng ra là, để nâng cấp mối quan hệ này, lãnh đạo EU nên nói nhiều hơn về lợi thế kinh tế, những mục tiêu chung mà cả hai bên đã đạt được, hướng tới một mối quan hệ lâu dài cùng phát triển, chứ không nên đề cập tới những vấn đề chính trị, quân sự hay mối quan hệ hiện tại của Việt Nam với các nước trên thế giới, vì đó là vấn đề mà Việt Nam sẽ tự giải quyết được. Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực công nghệ cũng như quân sự quốc phòng để tự đảm bảo an ninh trên các vùng biển thuộc chủ quyền của mình ở Biển Đông. Việt Nam tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế nhưng không phải là để họ trực tiếp nhúng tay vào, tránh gia tăng xung đột trong khu vực. Việt Nam với phương châm tiếp cận cân bằng khó có thể chấp nhận và hòa theo những điệu kèn lạc lõng từ Mỹ và phương Tây. Việt Nam sẽ tự chủ trong những quyết định ngoại giao của mình, không để ai chi phối hành động. Một lần nữa ta có thể thấy được rễ sâu thân cứng, cành lá linh hoạt của ngoại giao cây tre Việt Nam đã phát huy tác dụng như thế nào. Sự thành công trong ngoại giao cây tre lần này không chỉ ở việc EU muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam, thay đổi cái nhìn khác về đất nước chúng ta, mà còn ở việc EU đã phải ngồi xuống nói chuyện một cách sòng phẳng với Việt Nam, không còn những cái nhìn như thể họ là cửa trên. Giờ đây vị thế của Việt Nam đã khác.